Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc, Lào và các lãnh đạo cấp cao Campuchia chúc mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo thông tin từ Ban đối ngoại Trung ương, ngày 3 tháng 8, ngay sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Luân Si Solit và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã có điện thư chúc mừng. Trong bức điện chúc mừng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi tới đồng chí Tô Lâm lời chúc mừng nồng nhiệt và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, thúc đẩy vững chắc công tác chuẩn bị Đại hội 14, không ngừng hướng tới hai mục tiêu 100 năm, thành lập đảng và thành lập nước. Với địa thế núi sông liền một giải, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Việt ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, cùng phát huy tính hữu nghị truyền thống, củng cố tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất, đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân -Si cũng đã gửi thư chúc mừng tới đồng chí Tô Lâm. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức vụ quan trọng này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với năng lực, kinh nghiệm phong phú và những thành tích nổi bật của đồng chí trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí đứng đầu, Nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, tổ chức triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành mục tiêu xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định sẽ sát cánh cùng với đồng chí Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam, Việt Nam Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Ngay trong sáng ngày mùng 3 tháng 8, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cũng đã gửi điện chúc mừng tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Việt Nam cũng như trong khu vực. Trong nhiệm kỳ lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng ngày càng đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước và của hai dân tộc chúng ta.